Xin chào cả nhà yêu lan, lâu lắm rồi thì em mới lên kênh để chia sẻ những cái cây lan rừng của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng để gửi đến các anh chị yêu lan trên kênh mình. À, những cái uh, cây lan rừng chất lượng ạ. Ngày hôm nay thì giá rất là rẻ thôi, từ 100 đến 200 là hết cỡ rồi. Và sẽ được những cái um, cây chậu lan thuần cũng như là những cái uh, bụi hàng rẻ đẹp cũng như có cả hàng nguyên bản luôn cả nhà thì cũng được uh, vài loại uh, thì bây giờ em sẽ đi vào từng đơn một để cả nhà mình cùng uh, theo dõi cũng như là thích uh, đơn nào thì có thể uh, sưu tầm ủng hộ em bằng cách là gọi uh, qua số điện thoại mà em để uh, dưới uh, góc trái màn hình đây này uh, là 0376523769 bảy hoặc kết bạn zalo với số điện thoại zalo em cũng để dưới góc trái màn hình đây là 0968789735 chín sáu tám bảy nhé bây giờ đầu tiên thì sẽ đi vào đơn số 1 này đơn này thì uh, là hài táo đây là một loại hài rất là đẹp nó như một cái chiếc hài của người thiếu nữ ngày xưa ấy, rất là đẹp luôn và đơn số 1 này giá là 100k thôi cả nhà đơn hài táo bản lá rất là to và đây là cái mầm đang lên và nó đang lên một cái mầm nữa này cây này thì được ba thân và sắp lên một mầm nữa là sẽ là 4 thân lá mít rất là đẹp đơn một là 100 cả nhà nhé và tiếp theo sẽ qua đơn số 2 là Hải Vân Nam Đấy nếu ai uh, không rành lắm thì có thể là sẽ không phân biệt được uh, Lá của Hải Táo và Hải Vân Nam như thế nào Đây là một cây Hải Vân Nam mà có thể nói là bản lá uh, rất là dài này Đấy Siêu dài luôn Thì không biết là hoa như thế nào Bởi vì là cây này thì mới xuống núi được khoảng mấy tháng Đấy em thấy nó đặc sắc lá khá là dài Dài gấp đôi những cây bình thường Vì thế thì em cho vào chậu Đấy và dễ thì bắt đầu lên ra này cả nhà này đó rất là đẹp luôn và đơn này thì giá là 100 cho đơn hài Vân Nam này đấy rất là đẹp luôn Vân cực đẹp cả nhà đó tiếp đến em qua đơn số 3 đó là Châu rừng Gia Lai cây đã thuần chậu lâu lắm rồi từ khi còn nhỏ đến bây giờ đấy thì đơn này giá chỉ là 100k thôi nó có hai cặp lá này Lá rất là cứng khỏe luôn Đấy Sọc rất đẹp Đó Chỉ có 100k là hoa sổ số, số nhé Biết đâu được bông hoa đẹp <laughs> Đơn số 3 giá là 100 Cả nhà Tiếp đến em sẽ qua đơn số 4 Trồn ra lai Khúc này thì được à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây Đó 6 cây rất là đều đẹp Dễ rất là khỏe này Đó Đấy Rất là đẹp luôn đều luôn Về treo lên là đẹp Đây là hàng nguyên bản nhưng mà có ghép thêm Có ghép thêm vào nữa cho nó dày cây cho nó đẹp Đấy và đơn số 4 này giá là 200k nhá Cho một cái khúc uh, trồn gia lai này cả nhà Hoa của trồn thì rất là đẹp Tiếp tục em qua đơn số 5 Là Kiều Vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng ở đây thì được hai bụi hai bụi kiều đó hai bụi này thì giá là 100 k hai bụi này cả nhà. Hai bụi này trồng vào một chậu là ok ấy. Đấy, mùa này thì nó sẽ còn lên những cái mầm con nữa. Và đây là đơn số 5, giá là 100k cho hai bụi này cả nhà. Đó. Tiếp tục em qua đơn số 6. Đây là cái bụi kiểu to nhất trong đơn ngày hôm nay, những đơn hàng ngày hôm nay đây nguyên một dè đây cả nhà này đó rất là nhiều thân đây lá mít luôn đó tròn xe đơn này là đơn số 6 giá là 200 đó cực đẹp luôn lá mít tròn xe mà được rất là nhiều thân tơ đấy tiếp tục em qua đơn số 7 đơn số 7 thì gồm có hai khúc nguyên bản hai khúc kiểu nguyên bản giá là 100k đó một khúc này và khúc thứ hai này và chúng đều cho hoa rồi cả nhà này, đây là cần hoa cũ. Cần hoa cũ của nó. Và đơn số 7 giá là 100 cho hai khúc nguyên bản này. Đấy. Hàng nguyên bản thì về mình chỉ việc đặt vào chậu thêm giá thể thôi là đẹp. Và tiếp tục qua đơn số 8 giá là 200. Thì về được có từng này hoàng lạp thì em lên vào một đơn luôn thì nó được gồm một này. hai này. Và về thứ ba rồi khủng luôn. Đây rất là to nặng cả hàng ký luôn đấy đó và thân thân tơ mùa này đang lên này đây vòng tơ đang lên bắt đầu lên rất là đẹp đấy và tất cả chỗ này rất là nhiều đấy giá chỉ là 200k cho đơn số 8 về ghép thì được một giò to luôn và hoa của hoàng lạp thì rất là đẹp và thơm hoa vàng rực rỡ đó thân nó cũng đẹp này chưa nói đến hoa đâu ạ tiếp tục em qua đơn số 9 Đơn này thì gồm 3 khúc nguyên bản. Giá là 120k. Đây, một khúc. Nguyên bản tách vỏ cây á, hai khúc. Và khúc thứ ba. Đây ạ. Ba khúc nguyên bản. Giá là 120k. Tiếp tục em qua đến số 10. Là 150k. Các anh chị có thấy không? Nhiều thân tơ chưa? Đấy. Rất là đẹp luôn. Hai bụi. Rất nhiều thân tơ, toàn thân có lá. Giá là 150k cho được số 10. Rất là đẹp. Bây giờ em sẽ sang đơn số 11, giá là 100k cả nhà ạ. Đấy, ở đây thì được hai bụi. Hai bụi này. Cũng được được, rất là nhiều thân tơ và thân nó dài. Đấy. Và lá khá là to. Hai bụi giá là 100k về là một chậu là đẹp rồi tết nắm hoa là phải nói là quá ok luôn đấy ạ đây đơn số 11 đây ạ tiếp tục em sẽ qua đơn số 12 đơn số 12 là 180k đây tất cả chỗ này à, gồm có hai bụi đấy và nó có một cái loại cúc áo rất là lạ này Có thể tô điểm cho cái chậu lan của mình thêm sinh động Làm nền cho tác phẩm lan của mình Đó, đợt số 12 giá là 180k hai bụi này Tiếp tục em qua đợt số 13 Một dây khủng Thân rất nhiều, rất nhiều thân Mấy chục thân ở trong này Đấy Quá kinh điển Đấy Một tảng rễ rất là nhiều này cả nhà này Đó và đơn này giá là 200k cho được số 13 cả nhà. Tiếp tục là được số 14. Giá là 180k, đây cũng là một dề khá là to. Đây. Và được rất là nhiều thân, về mình ốp vào một cái gì đó là sau rồi nó sẽ buông hoa. Buông hoa xuống rất là đẹp. Đấy, được số 14 giá là 180k. Đó. Tiếp tục em qua được số 15 giá là 100k. Đây là lọng hài Lọng hài là một loài lọng rất là đẹp luôn Hoa của nó Một lần một chùm ra Một Được 3 bốn cái, cái bông hoa Nhìn như chiếc hài ấy, rất là đẹp Và tất cả chỗ này về ghép thì rất đẹp Nó rất là hợp lũa Có lũa đẹp ghép lên thì rất là ok luôn Rất là nghệ thuật Và đơn này giá là 100k cả nhà mình nhá Đơn số 15 ạ Và hôm nay thì em có 15 đơn hàng Như vậy đều giá trị Và rất là rẻ giá rất là rẻ tại tự anh em lấy về giá luôn là giá rừng luôn ấy đấy và bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và xin chào xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của em ở trên kênh nhá xin cảm ơn và xin chào ạ